kính chào quý vị và các bạn đang xem tử vi tuổi hợi năm tân sửu 2021 tổng quan tử vi tuổi hợi năm 2021 âm lịch đứng cuối cùng trong danh sách 12 con giáp tuổi hợi sẽ có một năm mới năm 2021 im điềm không quá tuyệt vời nhưng cũng không quá đến nỗi khủng khiếp với những sự việc cần bạn quyết định bạn phải thật tỉnh táo và có thái độ bình tĩnh để không phải gặp những kịch tính trong cuộc sống không có sao may mắn bên bạn vì thế bạn không nên thực hiện những giao dịch lớn như mua xe mua nhà chỉ cần sống một cuộc sống thoải mái sẽ giúp bạn vượt qua cả năm cho đến thời điểm những ngôi sao may mắn của bạn sẽ xuất hiện ở đường chân trời năm nay bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để đi du lịch đến những nơi khác nhau để biến ước mơ của mình thành hiện thực bạn phải làm việc chăm chỉ hơn tin tưởng vào bản thân của mình hơn người khác Công danh sự nghiệp của tuổi hợi năm Tân Sửu 2021. Tử vi tuổi hợi năm 2021 về sự nghiệp cho thấy vận may nghề nghiệp của bạn ở mức trung bình. Trên thực tế, bạn cần phải tin tưởng vào bản thân hơn bất kỳ ai khác. Điều này có nghĩa là bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn, bạn phải học cách trở thành một người có tinh thần làm việc đồng đội và chú ý hơn đến các chi tiết Đừng đưa ra bất kỳ quyết định quyết liệt nào về sự nghiệp trong năm Tân Sửu 2021. Tốt hơn hết là bạn nên đợi đến năm sau để có những bước chuyển mình lớn. Đối với những người có công việc toàn thời gian ổn định, hãy cứ tiếp tục làm công việc của mình và chờ năm sau được thăng chức hoặc tăng lương. Đối với những người tuổi hợi không có việc làm sẽ không dễ dàng tìm được một công việc mới. Vì vậy, bạn nên tận dụng thời gian nghỉ này để học thêm những kỹ năng mới. Đối với những người làm công việc, hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bán bất động sản, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để dòng tiền đi vào. Vì vậy, chúc may mắn và giữ vững niềm tin, mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm tới. Dự báo tuổi hợi năm 2021 về tiền bạc cho thấy rằng đây là một năm bạn luôn ở trong trạng thái thấp bạn phải lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho một năm đầy thăng trầm nói chung tránh đầu tư lớn và không bao giờ hành động theo quyết định bốc đồng bạn cần phải đưa ra quyết định của riêng mình khi liên quan đến tài chính của mình đừng nghe những người được gọi là chuyên gia đó và tránh xa đầu tư các khoản vay vào cờ bạc tiết kiệm càng nhiều càng tốt bạn sẽ thấy hạnh phúc vì mình đã làm được việc đi du lịch có thể mang đến cho bạn những điều bất ngờ, điều này sẽ làm tăng lợi nhuận tài chính của mình. vì vậy đừng chần chừ, hãy bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. ngoài ra, bạn có thể bắt đầu kinh doanh hoặc nhận một số trường hợp làm việc tự do ở nước ngoài. về tình duyên, gia đình và sức khỏe tuổi hợi năm 2021, dẫn đầu qua của người tuổi hợi chỉ ở mức thấp, không có đám cưới nào chờ đợi người độc thân và không có nhiều kịch tính hay hào hứng cho người đã kết hôn. Đối với những người tuổi hợi còn độc thân, dẫn đầu qua của bạn không đặc biệt mạnh mẽ trong năm tân Sửu Vì vậy, những người tuổi hợi còn độc thân có thể gặp một vài thử thách trong quá trình tìm kiếm bạn đời, tiềm năng. Nhưng đừng nản lòng, mặc dù bạn có thể không gặp được người trong mộng, bạn vẫn nên đi gặp những người khác phái để kết bạn mới. Một lần nữa, Nhờ có sao dịch mã, bạn có thể đi du lịch nước ngoài vì có thể gặp ai đó khi đi du lịch. Nếu bạn đang có một mối quan hệ tình cảm khiến bạn phải đi du lịch rất nhiều trong năm nay, có lẽ bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn để dẫn cho để giữ cho anh mối quan hệ của mình luôn rực rỡ. Đối với những người tuổi hợi đã kết hôn, sinh năm 1971, bạn hãy hết sức cẩn thận đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra về sức khỏe đôi khi có thể bị bầm tím và bong gân nhưng không có gì nghiêm trọng hơn điều này ngoài ra bạn có thể cảm thấy mệt mỏi mọi lúc chỉ cần đảm bảo rằng bạn được nghỉ ngơi nhiều vào cuối tuần tránh đến thăm bạn bè bị ốm ở bệnh viện hoặc dự đám tang vì dành nhiều thời gian của bạn ở những nơi có khí hậu nắng nóng hoặc đi dự đám cưới Phong thủy may mắn cho người tuổi hợi năm Tân Sửu 2021. Hướng tốt nhất là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Màu sắc tốt nhất là màu xám, màu trắng và màu xanh. Con số may mắn dành cho bạn là số 1 và số 6. Tháng âm lịch thuận lợi là tháng 1 và tháng 6. Tháng âm lịch không thuận lợi là tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Tử vi tuổi hợi theo tháng âm lịch năm Tân Sửu 2021. Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 tháng này bạn nên thực hiện mọi việc một cách từ từ vì một một năm đã bắt đầu không tốt cho bạn và gia đình tháng 2 năm Tân Sửu 2021 hãy cẩn thận với cách bạn chi tiêu tài chính của mình vì tháng này không có may mắn về tài chính tháng 3 năm Tân Sửu 2021 Hãy luôn ở bên cạnh những người thân trong gia đình bạn vì họ luôn dựa dẫm và thụ thuộc vào bạn. Tháng 4 năm 2021 âm lịch, bạn nên cẩn thận với những người xung quanh mình, một số người trong đó số họ không muốn điều tốt nhất cho bạn trong cuộc sống. Tháng 5 năm 2021, đây sẽ là một tháng tuyệt vời cho bạn vì mọi thứ sẽ đi theo ý bạn trong thời gian này. Tháng 6 năm Tân Sửu 2021 đây là một tháng tốt để bạn cùng với người thân đi du lịch đến những điểm đến mà bạn chưa từng đặt chân tới. Tháng 7 năm 2021, hãy luôn sẵn sàng làm mọi thứ có thể để tiến gần hơn đến việc đạt được những mục tiêu và khát vọng trong cuộc sống. Tháng 8 năm 2021, tập trung vào việc trở thành người tốt nhất mà bạn có thể trở thành bằng cách sống cuộc sống tốt nhất của mình. Tháng 9 năm Tân Sửu 2021, làm nhiều công việc từ thiện hơn và phục vụ người khác và bạn sẽ được thưởng dồi dào cho những việc làm tốt của mình. Tháng 10 năm 2021 năm Tân Sửu, bạn không nên nghĩ đến việc thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống của mình trong tháng này. Tháng 11 năm Tân Sửu 2021, đừng thực hiện bất kỳ tổng thái nào trong cuộc sống của mình cho đến khi bạn cũng nghĩ tới như, cũng nghĩ như vậy. Tháng 12 năm Tân Sửu 2021 là tháng cuối năm, bạn nên cẩn thận trước những quyết định và lựa chọn của mình trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Mọi điều như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.